Hello, xin chào cả nhà ha. Có nhiều bác hay hỏi là không biết làm sao để biết được tuổi của những cái loại hổ phách ha. Thì hôm nay vài phút thôi, coi cái clip này xong là mọi người sẽ biết ha. Thì đây chính là cái bản đồ và những nơi để được tìm thấy hổ phách ha. Đó thì trên thị trường thì có là hổ phách của Mexico, Chiapas nè. Đó, hổ phách của Dominica, đó. Và hổ phách của vùng Baltic Coast nè. Đó là vùng biển Baltic đó. Đó mà mọi người hay nghe ha. Đó, ngoài ra còn có hổ phách của độ cái này là hổ phách của Myanmar ha, Burmese, Burma là của Myanmar ha. Đó, và một số loại những cái hổ phách khác. Nhưng mà không có phổ biến đó. Thì làm sao để biết được cái năm tuổi của nó ha? Tỷ này là cái biểu đồ mà thời gian ha. Năm năm tuổi ha. Đó, năm tuổi thì loài người đầu tiên xuất hiện là tuốt ở trên đây. Còn này là cái khúc mà khủng long tuyệt chủng. Đó, khủng long tuyệt chủng. Thì cái này là cái khúc mà có những cái bông hoa ha, những cái loại thực vật đầu tiên xuất hiện. Đó. Đó. Thì cái này là tạo đại khái là Jurassic, là kỷ Jura ha, đại khái kỷ Jura rồi. Đó. Đó thì mình sẽ có ở đây là những cái năm triệu năm ha, 359 323 triệu năm, 200 mấy đó đó. Tới đây mình bắt đầu thấy ha, 140 mấy triệu năm là cái loại này, hổ phách này. Nhưng mà cái này nó không phổ biến. Đó. Còn mà hổ phách mà Myanmar ha, hổ phách Myanmar nè, nó nằm ngay cái đường này. Đó, tầm 100 triệu năm ha. Đó. 100 triệu năm. Đó. Rồi nó trở về trước nữa, 100 mấy, 130 mấy cũng có ha, người ta kiếm ra được những cái viên nó lâu năm hơn, lâu tuổi hơn. Đó. Thì cái này mình coi là hổ phách Baltic nè. Hổ phách Baltic thì nó chỉ tầm có khoảng 34 cho tới 50 triệu năm thôi ha. Đó, thì tầm 40 á, 40 đến 50 triệu năm thôi. Hổ phách Baltic. Đó. Rồi còn hổ phách của Mexico với lại Dominica là nó ngang ngang nhau ha. Tầm 23 triệu năm, tầm 17 tới 23 triệu năm đổ lại thôi. Đó, thì cái này nó ghi là million of years ago nè. Đó, là triệu năm ha, đơn vị tính là triệu năm. Đó thì cái này là năm tuổi của hổ phách ha. Đó, mọi người coi cái này chắc cũng dễ biết rồi. Đó. Đó thì cái này tham khảo thôi ha, chứ không có cái này người ta nghiên cứu khoa học á, thì tham khảo mình lấy ra từ đây thôi. Rồi thôi, chào cả nhà ha. Bạn nào mà muốn biết nhiều thêm về hổ phách nhớ bấm follow mình. Bye bye.